Dark Army được giới thiệu là huyết thanh chống lão hóa đặc biệt dành cho các chị em ở tuổi băm. Nói vậy thôi chứ từ thiếu nữ, lớn hơn bà già đều xài được tất, chủ yếu có thích làm đẹp hay không. Kem Dark Army thì em đã dùng từ lâu mà dạo gần đây thấy hot hòn hot nên quyết định viết bài chia sẻ để bà con đỡ lăn tăng. Có nên mua hay không thì cứ đọc bài này xong hẳn tính. Review kem chống lão hóa Dark Army Hàn Quốc, liệu có tốt hay chỉ là hư cấu? Em thì năm nay cũng 31, mà chị em mình quá rõ rồi đó. Phụ nữ tầm 26, 27 là nám da bắt đầu xuất hiện, khóe mắt thì cứ gọi là chân chim thần trưởng. Da tay không chịu bảo quản cẩn thận, suốt ngày lau chùi quét dọn vệ sinh rửa bát là nhanh nheo hơn cả bà già y. Chưa hết. Mẹ nào mà lấy chồng sớm, rồi bầu bì, chăm con, stress đủ thứ như em, thì diện mạo bên ngoài già hơn 5, 10 tuổi là chuyện hết sức bình thường luôn. Kể từ năm 25 tuổi em đã ý thức rõ về việc chăm sóc da nên cũng đầu tư khá mạnh dạn. Hồi đây có mua hẳn kem chống lão hóa Sakura da của Nhật. Dùng hơn 1 tháng mà không thấy hiệu quả gì, mặc dù trên mạng khen tùm lum tà la. Nghĩ bụng chắc da mình không hợp nên đành bỏ qua. Dù sao cũng đỡ tốn tiền vì một hộp giá hơn triệu bạc à, mà có đợt e hỏi nhỏ bạn bên Nhật thì nó bảo bên đó chả ai biết thương hiệu kem Sakura da gì cả. Thế mới kỳ lạ. Vì vậy nên em đành yêu lại từ đầu và tìm một giải pháp tốt hơn mà con em họ Hot Girl chỉ cho chính là Nurkin. Thương hiệu này đến từ Mỹ và khó mà tìm ra bất kỳ nhược điểm nào cho nó trừ mỗi yếu tố là giá quá đắt. Hộp Nurkin Yellow Trufe Essence anh cho em mua ngoài cửa hàng giá 2,5 triệu. Sử dụng thấy khá ổn và làn da có căng mịn hơn. Thật sự thì dùng cũng thích nhưng tiêu chí của em là tìm loại kem dưỡng tốt nhất. Do đó dù rất tiếc nhưng sau khi dùng hết cũng đành loại Nurkin ra khỏi tầm ngắm bởi giá quá chát. Sau đó em có thử dùng thêm kem L'Oreal in Paris lên Eager Time Free Intensive Shiseido Bio Performance thì có loại cũng hợp, loại thì chẳng có tác dụng gì. Tóm lại thì em dùng mấy sản phẩm này vẫn thấy sao sao. Hiệu quả chưa đi đến đâu cả hít hít. Đang loay hoay trùng tu sắc đẹp thì bị anh người yêu lừa tình. Bẵng một cái giờ đã một nách hai đứa lóc nhóc mà thanh xuân vụt qua như chó chạy ngoài đồng. Hồi đầu 2018 thấy làn da xuống cấp tệ quá sợ, lớ ngớ, chồng nó chê, lại đi kiếm phở ăn thì khổ. Em lại oàn mình ra tìm kiếm giải pháp trẻ hóa làn da mà mấy năm trước còn dang dở. Lọ mọ mấy ngày đọc đủ thứ trên trời dưới đất, em vô tình thấy cái comment của một mẹ trên The Weibo chat ô. Mẹ này sau khi sinh thì da mặt, da bụng, cổ đều bị nám đen. Hơn nửa năm sau khi có em bé mà vẫn không cải thiện. Chưa kể mặt mũi còn quầng thâm, nhăn nhó vì chăm em bé đêm ngày. Ấy vậy mà dùng cái kem Dakami hơn một tháng mà kết quả nhận được thật khó tin. Mặt nhìn trông trẻ ra đến 4,5 tuổi ấy các mẹ. Phải công nhận là nhìn da mặt chị ấy trắng. Có inbox chị trên Forum mà không thấy trả lời. Em ngâm cứu thì thấy thành phần của kem dưỡng da Dakami toàn từ các chất tự nhiên, dầu hạt nho, jojoba, lô hội, vitamin E và giá cũng chỉ 790 cờ hộp dùng được 2 tháng. Món này được sản xuất theo công nghệ Korea và có sự kết hợp nghiên cứu từ các nước như Thái Lan, Indo, trong đó chủ lực là Việt Nam nên rất phù hợp cho các chị em nước mình. Ngẫm là làm, em quyết định đặt mua một hộp về, chiến đấu, xem thế nào. Hồi năm ngoái 2018 lúc em bắt đầu mua về sử dụng thì chỉ được giảm nhẹ 20%. Còn trong tháng 6 năm 2019 này thì công ty đang có chương trình siêu ưu đãi giảm giá 50%. Em vừa tranh thủ đặt ngay thêm 4 hộp, hí hí. Tính ra kem Dark Army hiện đang được bán với giá chỉ 790 cờ hộp, quá ngon bổ rẻ và chị em mình tha hồ dùng tiết kiệm. Hồi chưa chồng em nghe nhiều người nói là sau khi sinh con thì da trắng hồng, dáng đẹp ra, đàn ông mà nhìn cứ gọi là nước miếng tuôn trào. Em nói thật chắc tỷ lệ đó chỉ được 10%. Em sau khi sinh một đứa, rồi hai đứa, làn da càng ngày càng xuống cấp. Chân nám xuất hiện lấm tấm, da thì khô dần đều, nếp nhăn cũng rải rác. Bonus thêm cái dáng mẹ bỉm hai con như cái lu thì anh nào nhìn chắc ói mửa ra chứ ở đó mà thèm. Buổi sáng nhận được hai hộp Dark Army em nhìn thích lắm vì vỏ hộp, bao bì thiết kế nhìn rất sang. Tuy nhiên em ráng đợi đến tối rồi mới lấy ra xài vì nghĩ rằng bôi xong để qua đêm sẽ giúp chất thuốc trong kem ngấm kỹ vào da. Hiệu quả mang lại cao nhất. Thật chứ, lúc nhận được hộp xong em bóc ra nhìn thích lắm. Cứ mân mê sờ tới sờ lui đợi tới tối xài. Buổi tối em thường ngủ 10 giờ 30 phút, vì vậy 10 giờ lọ mọ vào nhà tắm để thực hiện chương trình trẻ hóa làn da. Các bước thực hiện thế này. Rửa sạch da bằng nước trên sữa rửa mạch phù hợp.
Em thì trước giờ vẫn dùng tin đâm gel để làm sạch bã nhờn, vòng cồi mụn bởi gel này rất tốt và không gây kích ứng da. Sau khi rửa mặt xong thì sờ má man mát thích lắm. Sau khi lau khô thì em lấy một ít kem Dark Ami rải khắp mặt và bôi đều dàn trải xung quanh những vùng da lão hóa. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng nói chung cũng mất tầm 10 thực hiện. Thời điểm bắt đầu cải tạo sắc đẹp là đầu năm mới 2018 nên em tràn đầy động lực. Quyết tâm phải sinh ra cho bằng được. Vì vậy ngoài bôi kem Dark Ami thì em cũng giữ gìn bảo quản làn da rất kỹ. Ra ngoài ánh nắng mặt trời là che kín người Ninja LED mà mấy ông đàn ông rất sợ ý. Hi hi. Về ăn uống thì em hạn chế đồ dầu mỡ đến tối đa, thực đơn thì thường chọn các loại cá hồi, cá mòi, cá ngừ. Nói chung là những loại cá nhiều omega 3 giúp giữ ẩm cho da và giảm viêm nhiễm. Trái cây thì bơ, cam, lựu, cà chua là món ăn thường xuyên. Sáng nào rảnh rỗi pha một ly trà xanh nữa là chuẩn bậy. Kết quả đạt được sau hơn 90 ngày từ Dark Ami là gì? Thề với các mẹ là hồi đó em chăm quá trời luôn. Mỗi sáng ngủ dậy mở mắt ra là lại lấy tay vuốt mặt từ dưới lên trên, từ đông sang tây đủ kiểu theo clip trên mạng hướng dẫn. Các cụ nói nhất dáng nhì da, quả không sai. Sau khi làn da cải thiện thì nhìn gương em tự thấy mình xinh đáo để. Bỗng dưng mình được các chị em trong công ty ngưỡng mộ và thường hỏi han bí quyết làm đẹp. Biết sao thì em kể hết thôi, giấu giếm để làm gì chứ. Tất cả những bí quyết em làm là đã kể trong bài viết rồi đó. Hi hi. Câu hỏi thường gặp về kem chống lão hóa Dark Ami. Lượn lờ nhiều nơi thấy chị em thắc mắc về kem dưỡng da Dark Ami Hàn Quốc này cũng nhiều. Em tổng hợp các câu hỏi và trả lời cho các mẹ nắm rõ luôn, đỡ tốn thời gian. 1. Kem dưỡng da chống lão hóa Dark Ami có tốt không? Theo quan điểm cá nhân em thì với kết quả mình đạt được chỉ sau 3 tháng mà làn da đã cải thiện được như vậy thì kem này phải nói là quá ổn. Giá thành vừa phải, thành phần tự nhiên. Không chỉ em mà nhiều người nổi tiếng cũng sử dụng nữa chứ, cô Chiều Xuân. Mấy chị em trong quyền búp bê nữa. Hí hí, mấy mẹ nào còn băn khoăn Dark Ami có tốt không thì cứ đặt mua đại một hộp, cũng chả tốn bao nhiêu. Dùng một vài tuần là biết rõ kết quả liền hà. Kem này dành cho cơ địa người châu Á nên đa số là hợp. Em thấy vậy. 2. Dark Ami sản xuất ở đâu? Hầu hết nói đến kem Dark Ami là mọi người nói rằng đây là kem dưỡng da Hàn Quốc. Kem chống lão hóa Hàn Quốc. Nói như vậy đúng nhưng chưa đủ. Dark Ami là loại kem chống lão hóa da được làm theo công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc và được sản xuất bởi công ty cổ phần Thịnh Tâm Đường. Địa chỉ công ty số ngách 61, ngõ 230 phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam. 3. Website chính hãng Dark Ami là gì? Nếu mẹ nào muốn đặt hàng với giá khuyến mãi thì ghé thăm trang web dưới mô tả của video này để nhận ưu đãi 50% từ công ty sản xuất nhé. 4. Dark Ami là mỹ phẩm dưỡng da của Nga chứ không phải Hàn Quốc. Đây là câu hỏi nhiều mẹ cũng thắc mắc. Theo em tìm hiểu thì có một loại kem dưỡng da đến từ Nga nhưng tên nó là Nakami. Còn Dark Ami là của Việt Nam sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc nha. 5. Da bị mụn có dùng được Dark Ami hay không? Các mẹ nên dùng kem đặc trị mụn riêng biệt và trị cho hết đã. Bởi nếu dùng kem này sẽ giúp làn da được giữ ẩm từ đó tạo điều kiện cho vi trùng phát triển, mụn mọc còn nặng hơn. Do đó phải trị cho hết mụn đã rồi hẳn dùng serum Dark Ami.